Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết trong cái đời sống đạo của chúng ta thì những khi nào, thường là những khi nào chúng ta đến với Thiên Chúa của chúng ta? Có phải là những lúc chúng ta vui, hay là những lúc chúng ta bình an hạnh phúc, chúng ta tìm đến với Chúa của chúng ta? Hay là khi chúng ta có chuyện không vui, chúng ta gặp trục trặc hay chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta tìm đến với Chúa của chúng ta? Chúng ta mới tìm đến Chúa của chúng ta, chắc có lúc này lúc kia, phải không ạ, quý ông bà anh chị em? Nói như vậy không biết là quý ông bà anh chị em có ngại, có cảm thấy ngại khi mà chỉ có những lúc chúng ta thấy không vui, chúng ta thấy cuộc đời nó khó khăn, nó trục trặc, nó tùm lum chuyện hết, chúng ta cần đến Chúa thì chúng ta mới chạy đến Chúa? Thực ra con thấy cũng chẳng có gì để mà phải ngại ngùng chuyện này cả. Lý do là khi chúng ta biết cuộc sống này nó vốn đầy rẫy những cái chuyện hổng dùi, và nhu cầu của chúng ta còn biết đường để tìm đến với Chúa, đó là cái cơ hội và cái cơ may của chúng ta. Có thể nói cái nhu cầu của chúng ta đó, cái nhu cầu trong cuộc sống này, nó là cái nhịp cầu để đưa chúng ta đến với Thiên Chúa của mình. Và ngược lại, cái nhu cầu, cái khó khăn trong cuộc sống này, nó cũng là cái nhịp cầu để đưa Thiên Chúa đến với chúng ta. Cho nên con thấy không có gì phải ngại đâu. Và thực tế là rất mong khi có chuyện, chúng ta hãy nhớ đến Chúa của chúng ta. Đừng bỏ. Giống như anh mù trong bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay, anh ta có cái nhu cầu nhìn thấy, và anh ta ở trong cái đau khổ của bóng tối. Nhưng mà rất là may, vì cái nhu cầu mong muốn được nhìn thấy, nó khiến anh ta kêu đến Chúa Giêsu của chúng ta. Nó khiến anh ta kêu lên. Và việc anh ta mong muốn được nhìn thấy, cái nhu cầu, cái khó khăn của anh ta, cái đau khổ của anh ta, nó khiến anh ta kêu lên. Và nhờ việc anh ta kêu lên, Chúa Giêsu đã nghe thấy. Chúa Giêsu đã nghe thấy tiếng kêu của anh ta. Và kết quả, thưa quý ông bà anh chị em, là anh ta nhìn thấy được. Anh ta được Thiên Chúa đáp ứng cho cái lòng mong mỏi. Thiên Chúa giải thoát anh ta ra khỏi bóng tối. Và Thiên Chúa vực anh ta đi vào cái thế giới ánh sáng này. Đây là cơ may của anh ta. Chúng ta cũng vậy. Thiết nghĩ ở trong cuộc sống này, chúng ta cũng mù lòa trong rất nhiều chuyện. Chúng ta cũng sống ở trong cái bóng tối vây quanh chúng ta bởi rất nhiều điều. Và hy vọng rằng ngay giữa bóng tối, ngay trong sự mù lòa của chúng ta, chúng ta cũng biết giống như anh mù này kêu lên Thiên Chúa của chúng ta. Và tôi tin là nếu chúng ta kêu lên với Thiên Chúa của chúng ta thì không sớm thì muộn, chẳng chóng thì chạy, Thiên Chúa sẽ giải thoát. Thiên Chúa sẽ giải thoát chắc chắn. Và Thiên Chúa có cách giải thoát của Thiên Chúa với những cái mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cái cách thức của Thiên Chúa. Chỉ là thưa anh chị em, nó có một cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống. Giữa cái tiếng kêu của anh mù vang lên thì lại có rất nhiều những tiếng ồn ào khác cố lấn át đi cái tiếng kêu của anh với Thiên Chúa. Tiếng kêu đó, tiếng lấn át, tiếng ồn ào lấn át đó là tiếng ồn ào của đám đông, của những người chung quanh. Họ cố tình át đi cái tiếng kêu xin của người mù này. Tự nhiên con thấy ở trong cuộc sống này chúng ta cũng vậy. Chúng ta không biết
Chúng ta vừa đóng vai trò của người mù, nhưng mà thường khi chúng ta lại cũng đóng cái vai trò của đám đông. Chúng ta lấn át đi những cái tiếng kêu xin của những người khác. Thực ra ở trong cuộc sống này, nếu đi ra ngoài đường, chúng ta đều thấy có rất nhiều những cái tiếng kêu than của những người đau khổ. Tiếng kêu đó có thể không phải là một thứ âm thanh mà chúng ta nghe. Tiếng kêu đó có thể là một thái độ im lặng. Tiếng kêu đó nó vọng lên bởi cái sự hận thù, hay đau khổ, hay bực bội. Tiếng kêu đó có thể là những cái cử chỉ mà chúng ta không vui trong cuộc sống. Nhưng mà bản thân họ đang gặp đau khổ, họ không kêu lên bằng lời, họ kêu lên bằng thái độ, họ kêu lên bằng cái cách cư xử. Nhưng mà chúng ta thường khi không nghe được những tiếng kêu đó, chúng ta thấy một cái thái độ khó chịu, chúng ta thấy một cái lời nói hằn học, là chúng ta tìm cách lấn át đi. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là họ đang bày tỏ cái lòng của họ, họ đang kêu lên từ cái lòng của họ. Lòng của họ không yên, lòng của họ đang trục trặc. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nghe được những tiếng kêu đó. Chúng ta kết án cho những tiếng kêu đó, những tiếng kêu kiểu như thế. Đó là điều đáng buồn. Nhưng mà thưa anh chị em, trong niềm hy vọng chúng ta biết, giữa cái đám ồn ào át đi tiếng kêu của anh mù, Chúa Giêsu vẫn lắng nghe được. Chúa Giêsu vẫn lắng nghe được. Thiết nghĩ rằng mỗi người chúng ta, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy chúng ta là người mù, chúng ta đóng vai anh mù. Nhưng chúng ta cũng bớt đi cái vai trò của đám đông, gây những cái sự ồn ào để át đi những cái tiếng kêu trong cuộc sống này. Thánh Giăng Bêtô của chúng ta mà hôm nay chúng ta mừng kính, Ngài là người biết lắng nghe như thế. Thánh Giăng Bêtô thấy rằng Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Kinh Thánh và qua tất cả cái thế giới này, qua tất cả những gì ở chung quanh chúng ta. Và với Thánh Giăng Bêtô, một điều nhỏ nhất ở trong thế giới này nó xảy ra, nó hiện diện, vân vân, nó đều đang nói cho chúng ta về Thiên Chúa. Không có gì là vô ích, chỉ là chúng ta có biết khám phá ra tất cả những cái điều đó hay không. Đừng xem thường, đừng coi nhẹ, đừng khinh chê. Tất cả mọi người dù nhỏ bé nhất, tất cả những con vật dù nhỏ bé nhất, tất cả những cây cỏ dù nhỏ bé nhất, đều đang nói với chúng ta về Thiên Chúa, nếu chúng ta biết ngắm nhìn nó, nếu chúng ta biết lắng nghe nó. Hy vọng bài học của Thánh Alberto để lại cho chúng ta và ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay soi sáng cho tôi, soi sáng cho tất cả anh chị em ở đây. Hãy đóng vai của người mù, biết kêu lên Chúa Giêsu và biết lắng nghe tiếng lòng của tất cả muôn vật muôn loài. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Alberto chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.